quá, đang bận thì chớ. Đây, ra mở cửa đây. Anh tìm ai đấy ạ? Chào chị, tôi gửi chị một quà. Gửi quà cho tôi á? Anh có nhầm tôi với ai không ạ? Chào chị khen. Về rồi à? Hôm nay anh về sớm đấy. Sớm chứ. Về sớm mới nhìn rõ bộ mặt thật của cô chứ. Anh làm sao đấy? Hôm nay mặt em dính gì à? Thôi, cô dỡ bộ mặt ngây thơ xuống đi. Này, em đang nói chuyện bình thường với anh đấy. Tại sao đi làm với anh lại khó chịu với em là như nào? Cô tự nhìn lại bản thân mình đi. Tại sao tôi lại cáu, lại khó chịu với cô? Tôi làm vất vả quần quật cả ngày, về nhìn thấy cô hú hí với trai, cười đùa. Thử hỏi thế có chấp nhận được không? Cái gì mà hú hí với trai? Anh đang nói cái gì đấy? Cô không phải chối, tôi nhìn thấy hết rồi. Thấy tôi về cô còn đuổi nó đi à? Hả? Anh chỉ có ghen linh tinh thôi. Đấy là shipper mà. Shipper? Shipper gì mà không mặc quần áo đồng phục? Thì làm sao mà em biết được? Người ta mặc cái gì là kệ người ta chứ. Ừ, cứ cho là shipper đi. Thế còn hộp quà này? Thật ra là em cũng không biết là của ai cả. Em hỏi thì anh ta đi mất rồi. Không biết ai tặng à? Chứng tỏ cô cũng nhiều mối ấy nhờ. Anh cứ ghen linh tinh thôi. Chắc là bạn em gửi đồ nhưng mà không tặng. Gửi em yêu? Chuyện rõ rành rành thế này cô còn chối à? Hả? Anh phải nghe em giải thích đã. Em thật sự không biết là ai mà. Không biết. Không biết hay là cô nhiều mối quá, cô không nhớ là ai. Hả? Nhưng mà cũng có thể là họ gửi nhầm thôi. Nhầm á? Nhầm là nhầm thế nào? Nhầm mà khéo thế à? Thôi, cô cút về nhà mẹ đẻ cô đi. Nhà tôi không chứa chấp loại lăng loạn như cô đâu. Cái gì? Anh đuổi em á? Đúng, tôi không muốn nhìn mặt cô nữa. Cút, cút theo mấy thằng bổ cô đi. Mẹ, cô còn dám gọi tôi là mẹ nữa cơ à? Mẹ vào nhà ngồi đã. Tôi nói thẳng luôn nhá, chuyện của cô ấy, con trai tôi đã nói hết rồi. Mẹ ơi, mẹ phải nghe con giải thích đã. Con không phải người như thế đâu ạ. Anh Minh đang hiểu nhầm con thôi. Cô không cần phải giải thích. Mà đương nhiên ý, là tôi phải tin con trai tôi hơn được cái loại khát máu tanh lòng như cô ấy. Còn bây giờ cô không muốn ở nhà này nữa chứ gì? Cô muốn về nhà ngoại chứ gì? Cô dọn dẹp hết quần áo và biến khỏi ngay đây. Vì nhà tôi không chứa cái loại lăng loàn như cô. Mẹ, lâu nay con cứ tưởng là mẹ hiểu con, mẹ thương con. Nhưng mà câu chuyện lần này mẹ chưa rõ ngọn ngành mà mẹ nói con như thế. Thôi được rồi, không tin tưởng nhau ấy thì sống với nhau cũng chẳng hạnh phúc đâu ạ. Con sẽ qua dọn đồ. Cô đi ngay bây giờ, biến khỏi nhà tôi ngay bây giờ. Chào mừng vợ trở về nhà. Sáng anh đi chợ sớm mua toàn đồ em thích để nấu cho em đây này. Vợ, vợ cho anh xin lỗi vì anh ghen tuông linh tinh mà làm vợ buồn. Vợ, vợ cho anh xin lỗi nhá. Lần sau anh không bao giờ thế nữa đâu. Kìa mẹ, mẹ phải giúp con đi chứ. Nếu mẹ là cái rượu á, còn lâu nhá. Mày đối xử tệ bạc với nó như thế. Bây giờ mày nấu có mỗi cái bữa cơm, xong vài cái lời xin lỗi mà đòi tha thứ á, còn lâu nhá, nhỉ? Mẹ, con phải là con ruột mẹ không đấy? Thế mới có câu, có không giữ, mất đừng có tìm. Này, bây giờ mẹ con mình ra ngoài hàng ăn cái gì đấy ngon ngon, chứ ăn vài cái thứ này á, có mà đau bụng chết à? Đi, đi. Thôi, vợ cho anh xin lỗi.
từ bây giờ vợ muốn anh làm gì cũng được. Thế việc nhà ai làm? Anh làm. Tiền sinh hoạt. Sinh hoạt anh đóng gấp đôi, gấp ba cũng được. Thế còn tiền mua sắm thì sao nhỉ? Mua sắm em cứ lấy thẻ của anh đi thanh toán đi. Mẹ ơi, con vẫn chưa thấy thành ý lắm. Đúng. Anh xin lỗi. Hay là để anh thực thực một tuần để tỏ lòng thành ý nhá. Thôi được rồi, anh nhịn ăn để mà nghỉ làm à? Với cả anh làm như thế mẹ lại bảo là em bắt nạt anh. Không, mẹ còn hơn như thế nhá. Vì cái tội cứ ghen tuông linh tinh. Lần sau mà còn như vậy á, con đuổi nó ra khỏi nhà, mẹ cũng không cho nó về đây đâu. Mẹ. À, thế cái hộp quà hôm đấy là gửi nhầm ạ? Thực ra không phải nhầm đâu. Minh, dậy. Mẹ đi du lịch với bạn mà, sao về sớm thế? Sao lại để nhà cửa bừa bãi thế này? Mẹ về lấy ít đồ. Thế cái rượu đâu mà để nhà cửa bừa bãi thế này hả? Rượu, mẹ đừng nhắc cái rượu nữa. Làm sao mà tao không nhắc đến nó được hả? Hay là mày sợ mẹ bắt vợ mày làm việc? Nó đâu? Rượu về nhà ngoại rồi ạ. Cái gì? Về nhà ngoại á? Úi giời ơi, cái thằng vô tích sự. Vợ mày mà mày không dỗ được thì còn làm được cái trò trống gì nữa? Sao mẹ đánh con như thế? Mày sai tao chả đánh à? Cô ấy có bồ mẹ ạ. Cái gì? Cái rượu có bồ á? Cũng phải. Sao lại cũng phải? Mẹ phải bất ngờ và tức giận chứ. Cũng phải là phải thế nào? Mà nhìn lại cái bản thân mày đi. Úi giời ơi, mẹ nhìn mẹ còn thấy chán hung hồ là cái rượu. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ không thể trách con được. Làm sao? Mẹ là mẹ tin cái rượu. Mà mày là chồng nó, mày lấy nó làm vợ thì mày phải tin nó chứ. Cứ ghen lung tung thế. Con không ghen linh tinh. Hôm nay chính mắt con nhìn thấy một thằng trai lạ tặng quà cho nó đấy. Trong thiệp còn ghi là tặng em yêu cơ mà. Đây, mẹ xem đi. Đưa lên mẹ xem nào. Tặng nước hoa thơm nức ra. Người chồng nào mà chẳng ghen nữa chứ. Con không ghen mù quáng đâu. Mẹ xem đi. Cái này... Con nói cho mẹ biết chứ. Rất nhiều lần nghi ngờ nhưng con bỏ qua rồi. Nhưng lần này con bắt tận tay ấy, con sẽ không tha thứ đâu. Cái này là người ta gửi cho mẹ. Gửi cho mẹ á? Ừ. Sao lại gửi cho mẹ được? Tại sao lại không phải là của mẹ? Mẹ nuôi mình lớn bằng ngần này rồi. Mày lấy vợ rồi thì mẹ phải có niềm vui của bản thân mình nữa chứ. Mẹ định về lấy đồ, nhưng về muộn quá người ta đưa nhầm cho cái rượu. Ôi giời ạ, làm con trách nhầm rượu rồi. Mà sao đồ của mẹ mẹ không nói cho con? Thì đã biết thế nào mà nói. Mà con ý là con sai rồi đấy. Chưa tìm hiểu câu chuyện nó ra thế nào đã mắng vợ rồi. Giờ trách rượu giận con lắm. Chứ còn gì nữa. Giờ phải làm sao hả mẹ? Con làm sao? Đi xin lỗi nó rồi đưa nó về đây. Nhưng mà rượu không nói chuyện với con nữa mẹ ạ. Mày đúng là đứa ngốc thế chứ lị. Ngồi đây mẹ bảo. Nhá, cứ thế mà làm nhá. Dạ vâng ạ. Đúng rồi. Thế hộp quà đấy là của mẹ à? Ừ, mà cũng tại hai đứa cơ. Làm nhỡ hết cả việc của mẹ. Thôi bây giờ mẹ đi đây. À, ở nhà nhớ làm lành với nhau nhá. Còn thằng Minh, nếu bắt nạt con dâu của mẹ, đừng có trách đấy. Thôi mẹ đi đây. Vợ ơi, vợ cho anh xin lỗi nhá. Vì anh làm vợ buồn rồi. Làm vợ chồng ấy thì phải tin tưởng lẫn nhau chứ. Lần sau mà có chuyện gì anh phải hỏi em rõ nghe chưa? Đừng có mà ghen tuông vớ vẩn như thế. Tại anh yêu vợ quá ấy mà. Thế rồi ôi, dẻo miệng quá cơ. Lần sau mà như này nhá, em không về đâu. Thôi anh biết rồi, anh chừa rồi. Thôi ăn cơm đi. Xem nào, xem chồng mình nấu nào. Ê, ăn tôm đi. Ăn đậu đi. Em xin.